Làm gì mà coi điện thoại quá? Cháo đẹp quá à. Trời ơi, có ngày ăn ở không, không đi làm mà đòi mua áo mua sống. Em không đi làm, anh đi làm rồi đó, còn đổi gì nữa. Thôi bà coi ở nhà nha. Ráng làm cho ly cà phê uống, ngủ đổi gì, có không lao không chùi gì hết trơn. Lao chùi gì? Cái này đàn bà ở nhà lao chùi chứ bắt đàn ông người ta lao sao được. Ủa mắc cờ, ủa lao bàn là đàn bà gì mà đàn ông mới được hả? Trời ơi, tôi đi mặn tối ngày mà không biết hừng sáng mới mở mắt ra là chạy đi cò lúa người ta rồi. Hồi đó giờ trên thế giới nào mà đàn bà lao nhà được mà đàn ông không lao nhà được. Thôi tôi sợ bà quá bà lại, cái gì bà cũng nói được hết trơn á. Cừ. Tôi á, ở nhà mà không có mà đi chơi bậy bạ nha, ở nhà cơm nước nha. Chưa về mà không có cơm là biết tay tôi đó. Ủa tôi sống với ông từ đó giờ có đi chơi thì bậy thì bà không nói chuyện, bữa nay nói chuyện gì ngộ quá trời. Ủa để hôm ngày tôi nghe hàng xóm nói nhiều rồi đó. Nói chuyện tào lao rồi, trước giờ tôi sống với ông mấy chục năm nay rồi, có tầm bậy tầm bạ gì không mà nói chuyện ngộ à, hàng xóm nào nói hả? À? Tôi mắc chạy tỷ nào nói hả? À? Lên mà tới trên cà đăng vậy đó, đi làm lúa làm thóc cho người ta. Chứ không phải mà ở không mà đi chơi hiệu hiệu tối ngày đâu. Ừ. Mà đi nghe lời hàng xóm mà nói người này người kia. Đi chơi hiệu hiệu nói chuyện nghe mắc cười quá hà. Tôi nói gì ông mà đi chơi hiệu hiệu? Ủa thấy tôi ở nhà rồi bắt đầu muốn nói gì nói hay vậy? Ủa tôi cũng đi bán đại cho người ta chứ bộ ở không hay gì. Nè đi ha, đi đi làm ăn cái đàng hoàng nha, đi tới Cần Đăng nha, trên cậu chính cho anh mà tôi thấy mà lén phén con nào rồi đầm của ông không còn nữa, tôi lắc nó cho ông biết. Lén phén. Tôi lắc cái đầm của ông đó. Đẩy cổ bà, tôi đi làm nha. Ăn ngơ cao câu nè. Chưa đem cái dĩa cao câu rồi cho ăn cái đi rồi. Thương nữa là thương chồng như con vậy đó, mà tối ngày lôi chữ mắng hoài bực bội à. Không ăn rồi ăn mình luôn. Trời hả, tới đây không rồi, câu câu. Ừ. Ông còn vui rồi. Trời ơi, quỷ đó nó đi nghe làm rồi. Ăn miếng rồi, ăn đi. Đây. Đi lại nhà có bà Tám. Còn thiếu tay. Trời nữa, tử từ nãy giờ không đi tới chiều không mới về phải không? Thì chiều qua về trước được rồi. Con nhỏ nào nó học đơm học gửi đâu á, học cái miệng con bôi á, gọi chữ tôi sớm giờ á. Nó tôi chơi đại chơi bời đặng đúng gì đó. Con nội nó tàu lao. Chơi thôi chứ làm gì đặng đúng. Ừ. Người ấm muốn đi á, tham tâm nói. Đi làm, nó đi làm. Đi làm nó phải đi chơi nói chuyện gì chứ. Nói đi làm rồi có muốn nói gì nói, tôi ở nhà tôi cũng ghi đợi này kia chứ tôi cũng có không đâu, bà thấy không? Thẹ bà đi không? Đi đi ở nhà buồn chết luôn á. Nên để vậy ở nhà nó nhai nhai bà mà Nguyễn vui á. Bà điện đi ơi, bà điện con Tám ơi, đủ tay chưa? Hồi nãy giờ nửa tiền hồ rồi, nó thiếu 2 lần, giờ này coi đủ chưa, thiếu mình lại đâu. Đó, nghe nè. Còn đủ tay chưa bà Tám? Trời lợi giết thì bà ơi, còn thiếu 2 nè. Còn thiếu 2 rồi. Ừ. Thiếu hả? Ừ, tôi bà đúng rồi. Để tao với bà lại lại nha. Rồi. Đi. Nghe lại đi bà. Thằng miếng này. Mấy bà đi luôn. Bà đi. Nội này còn gắng ăn nữa. Đi nè, đi nè, đem đã ăn. Đi. Trời. Hai bà cô ổn đó. Trời giấc đó chẳng dạng luôn quá, chắc trọng về luôn quá. Trời. Lẹ vô đi hai bà ơi. Dẹp cái bánh cho má ơi, bà đem bánh heo. Trời Phật ơi trời ăn. Ăn đi mấy. Giờ chia cho nào, quýnh cho nào. Quýnh đây nè. Ở tay đi. Quýnh đây đâu. Quýnh đây đi. Nước không nè, không đâu. Kéo không? Tôi nghe. Ông vui thời thớm ông dặn bà. Quýnh đầu con 18, 50 ngàn, 20 ngàn luôn. Chết mẹ rồi, bà có bắt không mà bắt lời ra một khúc luôn. Bữa nay có bắt không? Nghe 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 hả? Đâu nè trời. Thôi rồi nó thiếu rồi, cái là cái 80 khúc rồi, nay có bắt nè, qua bắt bà nội ơi. Thôi luôn trời. Cậu hoài bà con. Bà lẹ đi. Lẹ đi. Ngày qua tôi bắt.
ngày qua ủa, bữa nay chơi bài gì? Hôm qua mà bắt hả? Bữa nay bắt, bữa nay thôi ông bà ông tổ độ tôi không bắt. Ông tổ độ tôi chơi rồi. Bên sáu cây đó bà. Cái đầu luôn rồi nè. Ông binh đi đó bà. Bữa nay ngu rồi. Mày tôi đâu? Nè, nè, bà cố. Ủa vậy là mình được sao? Bên sao 9 10 hay sao 7 gì đâu? Bên. À bên sao đó mà ăn à, bên sao mà thua đó gắng chịu. Sao, nắng lỗ tai quá. Nó của mình vậy đó đẹp chưa? Rồi. Tan 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 tan. Tan chín luôn rồi kìa. Tan 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 tan. Chín luôn rồi. Chín à, ba cậu chín luôn. 98 nè. Tan. Bà nội này nè. Bà nội này chia sao đó ba cậu chín luôn rồi kìa. Đèn đó. Còn cái này nữa hả? 6 cây. 6 cây. Vô coi nha. Bằng tay 6. Thằng ơi kia bài. Lại lại đi mấy bà ơi. Rồi hai con mắm này nè. Cái này bình 6 trời. Bình 6 là thuốc đó. Không này. Biết luôn nữa. Bình sao không biết nè. Chín mừ. Chín bầu. Chín bầu hả? Ăn rồi mắm ơi hoài mắm ơi. Bà này lại đi trời ơi. 71. Ba cầu 5. Ê. Ổng đâu trừ hai nhà nha. Em nó nói giờ nó đi coi lúa coi đất gì trên mình ăn cho nó. Ủa mà lúa gì đâu tôi thấy sáng mở mắt ra là ổng đi rồi, 4 5 giờ là ổng đi rồi. Tôi thức chuyện tôi mở cửa chồng tôi đi làm rồi tôi thấy 4 giờ là ổng đi rồi đó. Ổng đâu đi sớm vậy? 4 giờ đêm mà tới chạng vạng mới về tới đâu 7 8 giờ tối có khi đi qua đêm nữa. À coi đi nghe. Chừng nữa 11 đẻ đứa con mà chà bá nuôi đi. Gà khác chơi đi. Ai hả? Tôi mừng đến hai sĩ. Gà khác chơi trời thua nãy giờ, ăn thua nãy giờ mà mượn tiền cái gì mà mượn? Tiền đâu mà mượn? Ăn chơi mà mượn, đánh nhà tôi khác nha. Hai sĩ đi. Mới tại điện ông nội này, tôi thích ông điện đó. Tào lao. Mong đừng ăn cho đi lại công an. Có một cái bè giò bây giờ là. Tôi ha. Nữa còn xài không? Là bà điện cho bà mà chị Hồng Nguyễn nói mắng vốn không mày mượn tiền không cho mà đi lại ông nó này, ông này nè ông này nè đang chơi bài đi lại mượn tiền ơi còn mấy cái mẹ trong này tôi đánh là què giò giữa đó tin không mẹ đi ai hả trời ơi ai hả ông không mát rồi ơi sớm mát không vui ơi sao mà biết bà đây lại đây mượn tiền hả ai biết đâu luôn ơi nhà của tôi nha đi chơi mẹ trong này tôi đánh bài nha tôi mượn tiền tao mát nha ông mát hả ông thách ông mát ông chạy lên càng đăng ông mát ông mát mùi á chạy lên càng đăng mát ông đưa đi mẹ đi chơi giờ nấu cơm nữa rồi đêm chim ăn trời con rồi mẹ con đâu vậy mẹ con đi đánh bài rồi trời đất sáng giờ đi ở trời đi tới trên cần đăng ở chảnh đi kêu bà coi bà cái lúa thóc bây giờ mẹ mình đi đánh bài hả rồi có nấu cơm con ăn chưa chưa bỏ con một mình ở nhà trời ơi tội nghiệp nhỏ bỏ nhỏ mà một mình nha con sớm giờ con đói không hả đói hả thôi để chút cho mà đi nấu cơm cho con ăn nghe. Dạ. Ơi con nhỏ này thiệt tình á, con là này về đây mà biết tay với tao bà ô cha nó giờ không biết đánh xứ nào nữa. Đây. Hả cái gì bay gì mày mới đi bằng lúa về mà mệt bây giờ mày mẹ gì không vợ mày đi đánh bài kìa biết rồi con nhỏ mà con nó mới nói vậy nè mà giờ không biết nó đánh xứ nào nữa biết đường đâu kiếm tao chỉ cho ở đâu được chuyện đó đâu chỉ nghe không biết hả ừ biết ở đâu chỉ đẻ đi để con rồi đầu nó về quýnh được tao mượn tiền này ha trăm ngàn tao mượn tiền nó 200 ngàn rồi tao chơi nó không cho mặt mày nó tao quýnh cho mỏ máu không nè đi nên nói mày đừng có tao chỉ nghe trời ơi rồi đi 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 ở đâu ở nhà bà tám đó. Nhà bà tám hả sao hè sao nhà bà tám sao hè đó hả ừ rồi chết mày rồi không nè anh gì bà nội hai bà này để ông chồng vui không bớt của chị nữa lâu chồng ba người ta mất cái phòng chị gì mất bà mất cái thằng mất cái quá thấy phòng lòng thấy phòng mình bây giờ mấy bà nội này quýnh bài mà mất bà trời ông lão ơi tôi kêu bà nãy giờ nó nói gì nó quên đi không chạy nó nói không kia đâu kệ không giận mẹ nó nói gì lấy mẹ vô luôn đó đi thầy má mẹ cắt ổng rồi đưa đi đi đâu? Rồi đó.
cười. Lại đây. Đây, đây. Dạ tôi đâu rồi? Dạ, cha này vô duyên. Rồi mới thấy nó đây nè. Rồi nó trốn rồi. Bà mẹ. Bà mẹ tao mà thấy mày cay nữa. Dạ, của con không? Dạ, bui nè, em lại em quậy kìa. Dạ, dạ. Bà tám mày trước mày không? Tám không mày luôn. Bây giờ. Thôi là. Chết tèo, bữa nay ông nội vui không về sớm nữa trời. Thôi. Ông nghĩ là tám ơi. À, ha, tôi để mặt ha. À, đào ha. Dạ, thu hà ha. Dạ, tôi à. Tám không? Thôi là trời. Cha là mất hứng là cha nè, nhà của ta cho lỗi cho quỷ hoạch. Tôi báo ông hoàng tôi bắt bà. Tôi nghe cái gì? Gì mà động tĩnh thế? Cái đầu nó chảy dữ vậy. Hey cho mày cho à? Tôi mở ba ngày chịu cho nổi. Trời ơi, ba ngày chịu hết nổi rồi.